Rồi, xin chào các bạn học sinh lớp 10 nha. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu hình electron của ion. Thì như ta đã biết đó, trong các phản hóa học thì các nguyên tố thường có khuynh hướng là sẽ bắt chước cấu hình electron của khí hiếm. Vậy thì khí hiếm có những đặc điểm hóa học như thế nào và cấu hình electron của khí hiếm như thế nào mà các nguyên tử lại có khuynh hướng bắt chước nó ha? Thì phần đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu hình electron của khí hiếm. Như ta đã biết thì các nguyên tố thuộc nhóm 8A trong bảng tuần hoàn, như là các nguyên tố như là helium, neon, argon, krypton hay là xenon thì gọi là khí hiếm, là khí trơ đó, thì rất bền về mặt hóa học và hầu như là không tham gia vào bất kỳ một phản ứng nào. Vậy cấu hình electron của nguyên tố khí hiếm thì như thế nào mà dẫn tới tính chất trơ về mặt hóa học như vậy ha? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu này. Vậy chúng ta xét một số ví dụ như là cấu hình electron của khí hiếm đi. Ví dụ chúng ta xét đầu tiên là helium. Helium thì có số hiệu nguyên tử là Z bằng 2 ha. Vậy khi các bạn viết cấu hình sẽ là 1s2. Rồi. Ta sẽ xét tiếp cấu hình electron của neon. Có số hiệu nguyên tử là Z bằng 10 này. Cấu hình electron được viết là 1s2, 2s2 và 2p6. Ta sẽ tiếp một cấu hình nữa của argon. Z bằng 18 ha. Số hiệu nguyên tử bằng 18. Thì các bạn sẽ có cấu hình electron là 1s2 này, 2s2, 2p6, 3s2 và 3p6. Vân vân. Với các cấu hình của krypton và xenon, các bạn cũng sẽ viết tương tự ha. Vậy tới đây chúng ta sẽ đưa ra một cái nhận xét rằng này, cấu hình electron của lớp ngoài cùng, ở cái lớp ngoài cùng nhé, của neon này, hoặc là argon, thì các bạn thấy là cái lớp ngoài cùng của nó, chúng ta đếm đây đến nó đều có 8 electron lớp ngoài cùng, đúng không? Nếu có 8 electron lớp ngoài cùng sẽ bền vững. Trừ helium thì có 2 electron. Như vậy chúng ta sẽ đưa ra một nhận xét này. Chúng ta sẽ đưa ra một nhận xét ha. Nhận xét. Nếu số electron lớp ngoài cùng này là 8 electron thì dẫn tới là cái nó sẽ đạt tới một cái trạng thái gọi là bền vững. Rồi. Trừ trường hợp của helium là có 2 electron lớp ngoài cùng mà thôi. Thế đó, ta sẽ nhận xét. Như vậy chúng ta kết luận là ở các khí hiếm hay là khí trơ bền vững về mặt hóa học là do cái trong cái cấu hình electron nó có 8 electron lớp ngoài cùng ha. Rồi, đó là cái thứ nhất chúng ta sẽ khẳng định. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tới đặc điểm electron của lớp ngoài cùng khi chúng ta xét kim loại hoặc phi kim là như thế nào ha. Rồi, đặc điểm electron lớp ngoài cùng. Thì một nguyên tử mà nếu mà có 1, 2 hoặc 3 electron lớp ngoài cùng đó thì nó sẽ là kim loại, trừ cái trường hợp đặc biệt như là hydrogen này là phi kim, helium có 2 electron là khí hiếm hoặc boron là có 3 electron ngoài cùng nhưng mà nó là phi kim. Thì các nguyên tử kim loại này đó thì sẽ có khuynh hướng là nhường hay là mất đi 1, 2, 3 hoặc 3 electron lớp ngoài cùng này để đạt được cấu hình bền vững của khí hiếm ha. Thì chúng ta sẽ các ví dụ sau. Ví dụ nên chúng ta sẽ xét cấu hình của lithium đi. Đấy, có Z, có số hiệu nguyên tử Z bằng 3 này. Thì chúng ta sẽ viết luôn cấu hình ha. 1s2 này và 2s1. Như vậy lithium là có một electron lớp ngoài cùng này. Đây có một e lớp ngoài cùng thì nó sẽ là kim loại và khuynh hướng là sẽ mất đi một electron này để tạo thành một cái anion là lithium 1 cộng. Và cấu hình của lithium 1 cộng lúc này sẽ là chỉ còn là 1s2 thôi. Như vậy lithium đã bắt chước được cấu hình electron của khí hiếm heli helium. Rồi.
Chúng ta bây giờ chúng ta sẽ xét tiếp một cái nguyên tử thứ hai đi. Ví dụ như chúng ta xét nguyên tử là magie này là có Z bằng 12, Z bằng 12. Cấu hình được viết như sau: 1S2, 2S2 này, 2P6 và 3S2. Như vậy là nó cũng sẽ có được là 3 electron lớp ngoài cùng. À, xin lỗi, 2 electron lớp ngoài cùng ha. Có 2 electron lớp ngoài cùng thôi. Đây, có 2 electron lớp ngoài cùng. Và khuynh hướng là sẽ mất đi 2 electron này để biến thành một cái ion là Mg 2 cộng. Và cấu hình của nó lúc này sẽ là 1S2 này, 2S2, 2P6. À, như vậy là cấu hình electron của Mg2 cộng lúc này là sẽ có 8 electron lớp ngoài cùng, giống như là bắt chước cấu hình của neon, khí hiếm neon ha. Rồi, bây giờ chúng ta xét một nguyên tử thứ tiếp theo đi. Chúng ta xét ví dụ như là iron, sắt, Fe này, thì có Z bằng 26. Thì với từ 21 trở lên thì các bạn phải phân bố mức năng lượng trước nhé. Mức năng lượng này thì nó sẽ là 1S2 này, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 và 3D6 nhé. Rồi, sau đó các bạn mới sắp xếp thành cấu hình ha. Như vậy là sắt sẽ có cấu hình sẽ là, chúng ta phải sắp xếp lại này. S2, 3P6, 3D6 và 4S2. Như vậy là lớp ngoài cùng của iron là sẽ có 2 electron. Nó là kim loại ha. Và có khuynh hướng là sẽ mất đi 2 electron này, mất đi 2 electron để biến thành một cái ion là Fe2 cộng. Vậy cấu hình của Fe2 cộng lúc này sẽ là 1S2 này, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 và 3D6. Đúng chưa? Mất đi 2 electron đó. Đó. Như vậy chúng ta đã nói về đặc tính là kim loại. Là kim loại thì có 1, 2, 3 electron ngoài cùng, trừ trường hợp các trường hợp đặc biệt. Và trong các phân hóa học thì các nguyên tử kim loại này thường sẽ có hướng nó mất đi 1, 2 hoặc 3 electron lớp ngoài cùng đó để đạt được cấu hình bền vững của khí hiếm ha. Rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ xét về phi kim. Đấy. Nếu một nguyên tử có 5, 6 hoặc 7 electron ngoài cùng là phi kim, và các nguyên tử này thì có khuynh hướng sẽ nhận thêm 3, 2 hoặc 1 electron để đạt cấu hình bền vững của khí hiếm. Ở đây chúng ta sẽ xét các ví dụ. Chúng ta xét cho nitơ này, nitrogen Z bằng 7 ha. Thì cấu hình được viết là 1S2 này, 2S2 và 2P3. Như vậy là với nitrogen thì sẽ có 5 electron lớp ngoài cùng và sẽ có khuynh hướng là nhận thêm 3 nữa. Đấy, nếu có 5 thì nhận thêm 3 để biến thành một ga là nitrogen 3 trừ. Thì chúng ta sẽ có cấu hình được nhận thêm sẽ là 1S2 này, 2S2 và 2P6. Đấy, có 3, có 5 rồi, nhận thêm 3 nữa. À, 5, 5, 5. Đợt 8 lớp ngoài cùng là sẽ bền vững giống như khí hiếm. Rồi, chúng ta xét tiếp. Thứ hai là ví dụ như chúng ta xét với oxygen đi ha. Oxy này, Z bằng 8. Thì các bạn sẽ có cấu hình 1S2, 2S2 và 2P4. Rồi, như vậy là nó sẽ có 6 lớp trong ngoài cùng. Vậy thì oxygen là oxy. Để các bạn sẽ cho nhận thêm 2 lớp trong nữa. Đó, có 6 rồi, nhận 2 được 8 thì các bạn sẽ biến thành oxy là O2 trừ. Và cấu hình sẽ là 1S2 này, 2S2, 2P6. Như vậy là đạt được cấu hình là 8 electron ngoài cùng bền vững, đúng không? Đấy. Và tiếp theo thì các bạn thể xét một nguyên tố khác đi. Các bạn xét fluoride nhé. Đấy, Z. Xin lỗi các bạn. F là Z bằng 9 này. Thì cấu hình được viết sẽ là 1S2 nhé, 2S2, 2P5. Như vậy là fluoride là có 7 electron lớp ngoài cùng này,
sẽ có khuynh hướng là nhận thêm một nữa. Để đạt được 8, chúng ta sẽ có F trừ. Còn cấu hình sẽ là 1S2 này, 2S2, 2P, P6. Như vậy đạt được 8 electron lớp ngoài cùng. Ok. Rồi, như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xem là cấu hình của phi kim và khuynh hướng của phi kim là sẽ nhận thêm electron để đạt được cấu hình electron lớp ngoài cùng bền vững là 8 nha. Thì trong cái cấu hình electron của kim loại đây thì chúng ta sẽ nói lại cái cấu hình của sắt đây, của iron. Thì các bạn nhớ là khi mà chúng ta phân bố, khi chúng ta phân bố này, bạn thấy là khi chúng ta phân bố theo mức năng lượng, thì chúng ta sẽ phân bố là 4s2 trước, rồi sau đấy 3d6 sau. Nhưng mà tuy nhiên là khi mà viết thành cấu hình đó, thì các bạn phải sắp xếp là 3d lên trước 4s đúng không? Thì mình cấu hình. Và khi mất electron, nhớ là nó sẽ mất từ lớp ngoài mất vào nhé, các bạn mất từ lớp ngoài mất vào. Ở đây sắt là lớp ngoài là lớp 4s2, thì khi mà mất thì mất hai electron thuộc cái nhóm 4s2 này nhé. Chứ các bạn không xét mất hai electron là theo mức năng lượng các bạn nhé. Mất mất là theo cấu hình, mất từ lớp ngoài mất vào. Đấy. Rồi, thì sau đây chúng ta sẽ giải cái ví dụ 3. Ví dụ 3 trong cái đề cương này. Đấy, ví dụ 3. Ở câu A đi. Đề cho là trong tự nhiên hợp chất X tồn tại dạng quặng công thức là AbI2. X được khai thác từ gì đó? Từ được khai thác và sử dụng nhiều trong luyện kim hoặc là sản xuất axit. Trong phân tử X ha. Nguyên tử của hai nguyên tố AB đều có lớp ngoài cùng là 4s. A và B đều có lớp ngoài cùng là 4s hết. Đấy. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu này. Từ nguyên tử A làm sao để biến thành A2 cộng, biến thành iron A2 cộng, thì chúng ta sẽ có được là mất đi hai electron thì mới tạo thành là A2 cộng được. Và đề bài nói là trong A2 cộng thì có số electron ở lớp ngoài cùng là 17, lớp ngoài cùng của A2 cộng là 17, chúng ta sẽ viết nhé. 1s2 này, 2s2, 2p6 thì nó sẽ không dừng ở lớp 2 được, tại vì lớp 2 lớp ngoài cùng nó có 8 nó không đủ với chúng ta, phải tiến tới là 3. Chúng ta sẽ có 3s2 này, 3p6 này là mới được có lớp ngoài cùng của chúng ta lúc này nó mới có 8 thôi đúng không? Mà các bạn cần là 17, như vậy các bạn phải có 3d9. Bạn phải có 3d9. Nhớ nhé. Đây đây là cấu hình của ion. Đấy, nên chúng ta viết khi mà cấu hình electron của nguyên tử thì phải 4s trước đúng không? Nhưng mà khi mất 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 electron này nó mất từ lớp 4s rồi, nên là nó sẽ còn ở trong là 3d. Vậy thì từ đây thì chúng ta thấy này, nguyên tử A mất đi hai electron để biến thành A2 cộng. Như vậy cấu hình electron của A phải là, cấu hình electron của A phải là chúng ta phải cho thêm hai electron nữa, chúng ta phải viết thế này, 1s2 này, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Đấy. Ở đây 3d9 đúng không? Nhận thêm 1 thành 3d10. Nhưng mà các bạn vẫn còn thiếu 1 nữa. Đấy, 4s1. Vậy khi mất đây, mất 1e ở lớp 4s1 và mất thêm 1e ở 3d10 nữa thì còn 3d9 là mất đi 2e là chỗ này nè. Chỗ này sẽ mất đi 2 electron. Mất đi 2 electron. Do đó chỗ này còn 3d9 thôi. Đấy, như vậy chúng ta đã sẽ viết xong cái cấu hình electron của A. Và chúng ta thấy là ZA lúc này là bằng 29 nè. Như vậy là suy ra A là đồng Cooper nha. Rồi, bây giờ ta sẽ xét tiếp nguyên tử B. Nguyên tử B của chúng ta cũng sẽ mất đi hai electron để biến thành là B2 cộng. Và đề bài nói là cái B2 cộng này đó thì có số electron ở lớp ngoài cùng là 14. Các bạn sẽ viết ha. 1s2 này, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 và 3d6. 3d6. Vậy chúng ta viết thế này thì cái lớp ngoài cùng của B2 cộng đó là đã có 14 electron rồi. Như vậy thì cấu hình của B sẽ phải là 1s2 này, 2s2, 2p6,
3S2, 3P6, 3D6 và các bạn phải thêm 2E nữa đúng không? Bạn thêm 2E thì các bạn phải thêm từ lớp 4S2 này. Đấy, tại vì nó mất từ 4S2 mất vào mà đúng không? Mất từ 4S2 mất vào. Ở trên này đấy, ví dụ như ở cấu hình của này là chúng ta đã lẻ ở cấu hình ở trên này này là chúng ta sẽ phải đưa vào là 3D9 4S2. Như các bạn nhớ trường hợp rồi, 3D9 4S2 thì trường hợp đặc biệt chúng ta phải chuyển thành 3D10 4S1 các bạn nhá. Rồi. Như vậy chúng ta đã viết xong cấu hình electron của A và B, và với ZB bằng, các bạn có ZB bằng này. Bằng các bạn cộng lại nhé, đó là 26. Vậy 26 là Fe iron ha. À, chúng ta đã xác định xong. Rồi. Ở câu B là đi xác định X là cái hợp chất như thế nào. Các bạn sẽ có là tổng số hạt proton là Z đó, trong X là 87. X có công thức là AbI2. Chúng ta sẽ có này, suy ra này, số proton của A là ZA, số proton của B là ZB, còn số proton của Y là ZI, tôi 2Y lần 2 nguyên tử Y là bằng 87 và các bạn thay vào đây. Bạn sẽ thay vào đây này. ZA là 29 ha. ZB là 26 ha. Và 2 lần ZI bằng 87. Đó thì các bạn sẽ suy được ZI ở đây bằng 16. 16 S à, nguyên tố S. Rồi. Như vậy công thức của X sẽ là, X sẽ có công thức COFe S2. Rồi. Vậy là ta đã làm xong cái ví dụ 3 trong đề cương nhé. Rồi, chúc các bạn học tốt nhé. Xin chào các bạn.